Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đến live trên mạng miền Tổ quốc. Em Liễu ở Cao Bằng, hôm nay là phiên bán lan ngày 8 tháng 7 năm 2021. Em đang bán mẫu lan. Cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu sưu tầm kiếm các loại vùng miền hoặc là cây thuần thì ủng hộ cho em Liễu Cao Bằng theo số điện thoại 0989 037 668. Cây của em thì hôm nay các bác chốt thì mai em mới gửi được nhé. Vì là cây nó còn chưa khô lắm, em sợ gửi đi sẽ bị hỏng ấy. Cái này em bán toàn cây giống thôi nha các bác. Cây nó không to, nó chỉ là cây giống nó nhỏ. Thành ra em bán giá cũng bán giá sưu tầm cho các bác nhé. Như là em sẽ bán không sắp xếp theo khoa học nhé. Em nhắc được chỗ nào em sẽ bán theo sự tự chỗ đấy. Bác nào muốn lấy thì cứ nhắn tin vào số điện thoại em vừa mới đọc hoặc là gọi. Xong rồi là nhắn số chậu muốn lấy giá tiền rồi là em sẽ chốt đơn hàng cho các bác nhé. Hoặc là kết nối Zalo với số điện thoại lúc nãy em vừa mới đọc. Bây giờ em sẽ bán từ chậu này là chậu số 14 nhé các bác. Quy cách của nó gồm có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân. Chậu này gồm có 5 thân, cái này em sưu tầm chỗ số thôi. Cái này kiếm tiên vũ các vùng miền. Tuy nhiên là vì là không chăm sóc được ấy. Trồng xong này vứt ở vườn ông anh xong là đi về xong là cái này không chăm được, cây nó nhỏ. Thành ra em bán giá sưu tầm, các bác lấy đi chăm sóc hộ lại cho em, sổ lại cho vui nhá. Cái này lá nó nhỏ như lô hội vậy, cây cũng không được đẹp. Cái này các bác lấy đi làm cây giống đấy nhá, không đẹp. Đây lá to nhất của cái chậu này nó chỉ được hơn 3 cm thôi nhá. Cái này cây nó có mấy cái lá này, lá nó bị gồ. Gồ nhá, nhưng mà không phải sần đâu nhá. Đây, con nó đây. Con láng tít nhá. Nhìn là sần hay không thì con của nó là biết nhá. Bởi vậy nên là người ta muốn tách cây già ra để bán láng. Cây con mà bị sần thì họ tách ra bán lừa, họ sẽ tách cây già, cây con ra. Đây nhá, con láng nha các bác. Cái lá này nó bị mất nước hay sao, nó bị gồ, nó bị ấy. Đây con, ta tít láng đây. Không thì những cái con này nó sẽ bị chạy tia lang diệp lục ngay. Chậu số 14 Tiên Vũ Thuần Vườn này gồm có 5 cây như thế này. Em bán giá cho các bác là 120.000 nữa nhá. Đây 120.000, em sẽ nhổ cắt hết rễ gửi cho các bác nhá. Đây cây rừng nó lấy về thuần ấy, nên là nó cũng có một ít lỗi lá ở cây bố mẹ nhá. Đây mà chỉ cần bỏ 120.000 ra thì sẽ sưu tầm được một chậu kiếm như thế này. Em sẽ nhổ gửi nhá, không thì cái cước nó sợ đắt hơn cái cây vì cây giá rất là mềm. Các bác ơi, tiếp theo em sẽ bán chậu số 13 nhá. Chậu số 13 quy cách của nó gồm có 4 thân ạ. Đây 4 thân như thế này, nó là tiên vũ thuần nhá. Nhưng mà em nói trước là kiểu như là cây không được chăm sóc ấy, nó còi ấy. Lấy đi sổ cho vui chấn vườn thôi. Cây lá nó chỉ 3 cm thôi nhá các bác. 3 cm đây, cây này lỗi lá, cây thường là cây bố mẹ lúc lấy ở rừng về nó thuần ấy. Nó hay bị lỗi một chút, ít nhiều, còn cây con của nó thì lên đẹp nhá. Đây. Chậu này gồm có 4 thân như thế này. Chỗ em thì đang mưa rất là to, không biết chỗ các bác có mưa không. Em cất vào nhưng mà cất không kịp nên là khả năng mai mới gửi được. Cái này côn trùng chích nhé. Đây em sẽ để cho khách quan, em sẽ đo cái lá nó một chút nhé. Chắc là được tầm 3 cm thôi. Đây lá nó 3 cm là con nhé các bác. Đây cây láng tít nhé. Đây là chậu số 13. Chậu này em bán 120.000 nhé các bác. 120.000 cho chậu số 13. Đây chậu như này nhá. Tất cả em sẽ nhổ xong là cắt rễ gửi cho các bác để tiết kiệm thuốc nhá. Tiếp theo em sẽ bán sang chậu số 12. Chậu này gồm có 4 cây nhưng mà cây nó cũng nhỏ nhỏ thấp thấp nhá các bác. Chậu số 12 này gồm có 4 cây, cây này lá bị lỗi một chút này. Cây nhỏ nhá các bác. Đây lỗi một chút này.
Đây, cây này thì xém nắng lá này một chút này. Cái này chỉ để cây giống thôi, các bác nào tập tập chơi hoặc là các bác cái sưu tầm mà theo vùng miền ấy thì các bác lấy đi chơi được. Cây mẹ nó sẽ bị lỗi nha các bác nhé, trời mưa to quá chắc là nói sẽ không nghe được. Ở đây là chậu tiên vũ số 12 nhé các bác, cây trồng từ những cái củ già ươm lên con nhưng mà mới lấy về trồng ấy, nên là cây của nó nhỏ nhá các bác, đến đời con của nó mới to nhá. Ở chậu 12 này em bán 100.000 nhá. Bác nào lấy em lại nhờ chậu em gửi. Tiếp theo em sẽ bán đến chậu số 16, cũng là tiên vũ. Nó bé nhỏ, lá nó độ 3 cm thôi nhá các bác. Đây, chậu này quy cách của nó có 4 cây như thế này. Cây cũng vừa nhỏ vừa thấp. Bác nào lấy đi làm có cái chậu to to một tí trong làm tiểu cảnh cũng được. Đây, cái lá nó chỉ cao tầm này, ta cầm này nhá. Đây. Đây là chậu số 16. 4 cây này, 5 cây chứ. Chậu này có 5 cây nhá các bác. Đây, 5 cây. Chậu này 120.000. Đây. Tiếp theo là chậu tiên vũ thuần số 15. Chỗ này cũng 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Ở chỗ này có 1 cây rời cắm vào như này nữa. Kiểu như là cứ cây mẹ là củ già ấy các bác. Xong mà ươm con nó lên nó khá là nhỏ. Ôi trời, hôm nay em quay chả hiểu kiểu gì, cứ trời mưa liên tục các bác ạ. Lại không nghe được bây giờ. Lá cũng tầm 3 cm thôi các bác. Đây, con của nó cao tầm này thôi nhá. Đây, con của nó cao tầm 30. Cây mẹ thì cao hơn một chút. Đây, cái này các bác lấy đi cắt ra trồng vào cái chậu làm tiểu cảnh cũng rất là đẹp nhá. Cái này này cũng khó gói nhỉ. Chậu số 15 120.000 nhá. Cái này cây này rời nhá các bác, cây này rời. Đi là sẽ cho hai mặt hoa nhé, khả năng nó không cùng loại. Em xách ra xách vào, hình ra cái nhà bẩn rồi các bác không cảm cho em nhé. Đây, tiếp theo là chậu số 17. Chậu này quy cách của nó gồm 2 thân này. Đây là thân mẹ của nó, cái lá nó bị xém nắng ở chỗ này này. Nói chung là thân mẹ thì cái lá nó có một chút lỗi. Em sẽ đo thử một lá nhé các bác. Cây mẹ thì lá nó được 4 cm nhá. Đây. Nó chỉ có một mẹ một con, kế hoạch hóa gia đình gớm. Chỗ này 2 thân như thế này em cũng bán 100.000 nhá. Những cái đơn hàng hôm nay thì em sẽ bán từ đơn 100.000 trở lên nhá. Cái đơn nào nó chưa đến 100.000 thì các bác chịu khó gộp đơn hộ em để cho được 100.000 em bỏ công em gói ấy. Tiếp theo là tiên vũ hình số 19. Chậu này em cũng bán đồng giá 100.000 thôi. Đây, chậu này quy cách của nó là gồm có 4 cây, 4 thân một măng nhé các bác. Cái này lá nó dài hơn mấy chậu kia một chút. Cái lá nó được tầm 3 cm, gần 4 cm. Đây, em đo ở con nó nhé. Đây, chậu này cũng 100.000 thôi này. Xả dọn vườn đi hết. Tiếp theo là chậu số 20. Chậu số 20, chậu này có 3 cây à? Chậu này có 3 cây nhé các bác. 3 cây như thế này. Đây ạ. Cây này cái con nó bị côn trùng chích một tí ở đây nhé các bác. Đây. 3 cây như thế này. Cái chỗ này cái chỗ này con nó cũng bị cây này bị cái này cái này chắc là con ruồi vàng hay con gì chích vào chỗ này nó bị chết cái diệp lục đây này.
Con nó thì lên rất là mướt đẹp nhá. Đây. Chậu này chậu số 20 cũng 100 nghìn. Tiếp theo em bán sang chậu số 21 của Tiên Vũ Thuần. Chậu này quy cách của nó gồm có nhiều cây phết. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây, chậu này cây lùn nhá các bác. Tầm trên 3 sen. Đây, cây của nó hơn 30 một chút này. Chậu này cây lùn đẹp. Bác nào thích lùn thì chậu này rất là đẹp nhá. Đây, lá hơn 30 này. Cây mẹ của nó thì bị gãy dập trong lúc vận chuyển cái rừng ấy. Còn cây con của nó thì lên rất là mướt đẹp, nó lại lùn nữa. Chậu này 120.000 nhá các bác. 120.000. Chậu số 21 à. Tiếp theo là chậu số 1. Chậu số 1 đây. Cũng Tiên Vũ Thuần, chậu này 200.000. Lá nó là to nhất chắc là được tầm 4 sen nhé các bác. Em đo thử. Đây là không phải là to nhất, gần được 4 sen rưỡi cơ. Nhưng mà cứ phiên phiến là tầm như em đo. Nó có 3 thân với lại 1 măng. Cái lá thì bị nứt lá ở cây mẹ một chút này. Chỗ này bị nứt lá một chút này. Nhưng mà nó vẫn dính, chắc là chạm đâu có cái lá này. Xách vào lúc này nó bị gập xuống một chút như này. Đây, các bác lấy về buộc lại như này nó lại bình thường nhá. Chậu này em bán 200.000 cho chậu số 1 này. Tiếp theo là Tiên Vũ Thuần. Vậy chậu này sao lại 1 triệu nhỉ? Minh Chi Kiếm à? À, còn một chậu Minh Chi Kiếm. Bán không anh? Hay để giống vậy? Còn không? Còn một thân thì để giống đi. Còn một thân bán làm gì? Này, để đi. Không bán ăn nhờ. Tiếp theo em bán chậu Tiên Vũ Thuần số 18 nhé các bác. Chậu này có 3 cây. Cây của nó cũng côn lùn, nó thấp như này đây. Nó hơn 30 này nhé. Cây mẹ của nó cao hơn nhưng mà cây con của nó đấy, độ cái này cũng tầm này. Nó lùn rất là đẹp nhá. Đi các bác đúc để cho nó lùn chơi tiểu cảnh cũng được. Chậu số 18, 3 cây như thế này 100.000 nhá. Đây, cái lá nó cũng nhỏ thôi. Cái này không chăm sóc ấy. Về các bác chăm sóc thôi em. Cái này lá 3 sen này. Tiếp theo em sẽ bán. Các bác em xách ra 4 chậu lô hội ở núi Cao Bằng đã thuần rồi nhá. Cái này nói chung là chỉ cắm xuống như này nó cũng chả chết đây. Con nó vẫn lên, cái mẹ rụng hết lá đi. Nhưng mà con nó, nó cây này cũng có 1 cây, 2 cây, 3 cây con nhá. Còn là cây mẹ, cây già nữa thì không tính rồi. Nhưng mà thôi, bán được cả công gói thì chậu này em bán 100.000 nhá. 100.000 cho chậu số 1 này. Cái này cây là lắng nhá. Cái này những cái mặt hoa thì bán thành sổ số nhá. Các bác lấy đi hên xui, ai số may thì được mặt hoa nó sáng hơn, đẹp hơn. Chậu này ôi dồi. Đây, cái này anh ấy ký hiệu như này, em chịu. Chậu số 4 cũng 100.000. Nó gồm có cái chậu này. Chậu này bán 80.000 đi. Cây nó xấu, nó lỗi nhiều. Các bác lấy đi làm giống nhá. 80.000 cho chậu số 4 này. Tiếp theo là lô hội thuần chậu số 3. Chậu số 3 cũng bán 100.000 thôi. Nó như này nhá. Lá nó khá dài. Những cái cây mẹ nó sẽ bị lỗi như này nhá các bác. Cây ở rừng khai thác ấy. Cái con nó đẹp, mướt đẹp nhá. 100.000.
Dài quá đặt nó đổ. Tiếp theo chỗ số 2, nó hội. Chỗ này 150.000 nhá, nó có nhiều cây. Đây. Tiếp theo em bán một ít tiên vũ. Các bác ơi, đây là những cái củ tiên vũ. Cái này những cái củ già anh của em, anh ấy dâm xuống cái bột đá. Nói như nào nhỉ, cái chỗ các bác ở dưới miền xuôi thì là xây nhà thì dùng cát, còn em miền núi thì lấy cái đá hộc ấy nghiền ra thành cái bột để xây nhà ấy. Cái này là cái bột dâm xuống, cái bột đá, những cái củ già dâm xuống nó ra dễ như này, xong nó đẻ con thế này nhá. Đây, đẻ con thế này. Cái này cây lùn. Cái này cây đây là hình số 4 này. Đây, cái cây nó chỉ cao hơn 30 như này thôi. Đây nhá, hai bố mẹ của nó ấy. Cái củ nó cũng đẹp như này. Cây già, cây rừng ấy. Đây. Cái này nó có con này, các bác lấy đi làm giống cũng được rồi này. Này, cây rất là lùn. Cái lá cũng được độ hơn 4 cm, lá to ấy đây. Thì cao hơn 30 thôi. Hình số 4 bán 50.000 cho các bác nào lấy đi làm giống nhé. Em tất cả những đơn hàng hôm nay em bán, các bác chịu khó gộp đơn cho em, mỗi đơn hàng em bán sẽ từ 100.000 trở lên nhé. Đơn số 6 này. Đây con nó đây. Đây cây mẹ thì cây rừng ấy. Con ơi, con đừng đóng cửa kệ nó. Đây cây này cao độ chắc tầm 4-5 thế này. Cao độ này chắc là cao hơn tí. Đây. Cái này dâm xuống bột đá ở đây dễ nó đây nhé các bác. Số 6 50.000. Đây cây mẹ lỗi nhé, có con để làm giống rồi đây. Mình số 6 50.000 này. Anh không vào sổ cho em à? À lúc nãy vào rồi à? Hình số 7. Đây ba cây nhá các bác. Đây dễ nó. Cái này nhổ chậu lên hay sao? Lúc nãy nhổ chậu sao? Cái này đây. Cái này có giá thể. Ba cây nhá, con nó đây. Đây củ già thì còn mỗi 2 lá thôi. Hình này cũng 60.000 nhá. Đây em bán để dọn vườn đấy mà. Hình số 7 60.000. Tiếp theo hình số 8. Hình số 8 thì một mẹ già khố đế còn 2 lá thôi. Nó vẫn đẻ được đàn con 3 con này nhá. Đây dâm xuống bột đá em. À cái này không phải bột đá đâu, cái này nhổ chậu lên đấy nhỉ. Đây. Em chưa nhìn đắn nối, mồm nhanh hơn não chết dở. Đây con nó như này nhá. Đây nhá, lá tết nhá. Cái hình số 8 này là 80.000. 3 thân tơ con. Cái này các bác lấy đi nhổ ra. Khi nào con nó khỏe các bác cắt thân già đi làm tiểu cảnh. Đây nó chưa cao đến 30 đâu, nhìn rất là hay nhá. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 tiên vũ rừng. Đây để dễ dâm xuống bột đá nó dài ngoằng thế này rồi. Đây nhá, cây mẹ nó cũng to, to lại lùn nữa. Đây gần 5 cm cái lá ấy. Đây. Đấy. Cây nó cao độ 30. Cây nó cao hơn 50 tí. Đây có con thế này rồi nhá. Cây mẹ thì sẽ bị lỗi nhá các bác, lấy ở rừng về ấy.
60.000 cho hình số 3 này. Tiếp theo là hình số 2 này. Cái lá thì bị lỗi ở đây, chắc là bị xém nắng, bị gì không biết. Cái cổ dâm xuống cái bột đá nó ấy, nhưng mà thấy con lên ok nhá. Cái này nó khô lại như này thôi. Con lên ok, có rễ ok này. Rễ đang ra đẹp này. Đấy. Lên một cặp sừng trâu như thế này rồi nhá các bác. À, cái cây này thì cũng luôn đẹp. 30 này. Hơn 40 đang cho hai con rất đẹp thế này. Hình này em bán 100.000 nhá. Lá hơn 4 sen. Gần 4 sen rưỡi. Đây là hình số 2 này. Tiếp theo là hình số 10. Đây. Cây mẹ của nó. Này, cái đây nó có con cao bằng này rồi. Cái mẹ nó hồi trước bị cháy nắng nhá. Vứt đi thì tiếc. Đấy các bác. Nó già ấy. Đây cái này. Con nó dễ ra như này. Con ơi thì nó gãy hết hoa, con vào đấy làm gì? Vứt đi thì tiếc, bây giờ mấy con nó lại lên được bằng này rồi. Để em đo lá cho các bác xem nhé. Cái đuôi nó hay bị nhăn lắm, nó khô quá hay sao ấy. Lá nó được tầm 4 sen các bác nhé, cái mẹ. Đây con ở thế này, các bác lấy đi làm giống ok nhé. Đây con đây, láng tít nhá. Hình số 10, 60.000. Hình số 9, hình này 80.000. Đây cây cũng đẹp này. Đấy như này. Đó, lá 4 sen nhá. Cái lá này không sao đâu nhỉ. Mấy nhìn em tưởng ấy nhưng không sao. 80.000. Thân này. Đây cái này đặt xuống cái đá bột đi nó như này. Đây cái rễ nó như này rồi nhá. Thế nó đang khỏe mạnh không sao hết đâu nhá. Hôm nay em bóc ra cái đặt xuống đá đi, nó cứ cái gốc nó đen nhỉ. Này em bóc chờ cứng xong là con nó đang lên rất tốt. Đây là láng như này nhá. Đấy. À, cây này là cây số 9, em bán 80.000 này. Các bác lấy đi sổ xem được mặt hoa đẹp không. Này cắm xuống như này thì cũng không biết như nào, không thể nó ra hoa đâu. Hình số 5 không biết em quay chưa, nếu mà em quay rồi em quay lại các bác đừng cười nhé, em nhiều lúc không tỉnh táo lắm. Đây là hai thân với một măng thế này. Đấy hình này em bán 100.000 nhé các bác. Đây 100.000. Cái lá mẹ này nó bị con gì đốt không biết, rất khủng khiếp luôn. Đây đây con láng tít nhá. Hình này là hình số 5, 100.000. Tiếp theo em bán vài cái khóm lô hội thuần, em nhổ chậu lên nhá các bác. Đây là hình số 10, em bán 100.000 nhá. Rất là nhiều cây như thế này đã thuần rồi, các bác lấy đi sổ chơi chấn vườn hoặc là chơi mặt hoa vùng miền ấy thì mua ủng hộ em nhá. Đây rất là nhiều cây, để em đếm nhá. 2 này, 4 này, 6 cây sao ấy. 2, 4, 6. Đây cái rễ này nhiều như này 100.000 nhá. Đấy là rễ số 10 này. Tiếp theo em có một hình kiếm lai. Cái hoa hôm qua em quay lên nhưng mà lá nó bị rụng và cái lưỡi nó bệt. Đỏ đậm rất là đẹp nhá. Cái hình này đây có, nó còn có vòi hoa ở đây nữa. Đây là cây lai của Tiên Vũ với lại Địa Lan sao ấy. Thấy cái lá nó mang dòng máu lá mềm, còn hoa thì giống hoa Tiên Vũ. Cái hình này em bán với giá là 300.000 nhá các bác. Đây rễ nó ra rất khỏe, em trồng được mấy năm rồi. Cây lai có hình đấy. Tiếp theo là lô hội hình số 20.
À, cái này lô hội thuần, cái hoa nó kiểu cánh nó hơi giống cái màu mỡ một chút, nhưng mà nó không phải cây đột biến đâu nhá các bác, không phải cây đột biến đâu nhá. Cái này lấy ở rừng về các bác sổ lại xem. Cái hình 20 này em bán là 150.000 nhá. Tiếp theo hình tiên vũ rất là hình lô hội rất là to. Cây to lắm. Em đo thử lá nhé các bác. Lô hội cao bằng nuôi đạt lá rất to. Cái lá nó được 4 sen. To như tiên vũ. Đây. Và dề này gồm có 3 thân to đẹp như thế này nhá. Cái này thuần em tách ra. À, 3 thân này em bán là 180.000 nhá, vào sổ hộ cái. Đây là hình số 5 nhé các bác, em đọc là hình số 5, hình số 5 ba cây này. 180.000 ba cây to này nhá. Lá nó được 4 sen. Tiếp theo hình số 6 đi. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây này. Bốn cây này cũng 180.000 nhá. Cây cũng to. Đã thuần vườn khỏe mạnh rồi nhá. Cái rời này hôm qua hình như có anh nào lấy rồi nhỉ? Hôm qua anh chốt đây. Em xin kết thúc video ở đây ạ. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem. Chào các bác nhé. Bác nào đã dành thời gian xem thì làm ơn like kênh hộ em với nhé. Để cái kênh em được đẩy lên. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Chào các bác.